Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, xôn xao trên các diễn đàn học sinh, phụ huynh thành phố Hồ Chí Minh là lá đơn, đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 đến 2025 được in sẵn để chống phần tên cho học sinh, phụ huynh điền tên. Nội dung của lá đơn này, ngoài thông tin của phụ huynh, học sinh và số điện thoại liên hệ, còn có nội dung là Căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu không tốt, gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình trung học phổ thông, hệ công lập. Nay gia đình làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu tên học sinh không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khóa ngày 6 tháng 6 năm 2024. Nội dung lá đơn ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội nhiều ý kiến phản hồi gay gắt khi cho rằng nhà trường đã vì thành tích mà không cho em học sinh trên được quyền thi tuyển vào lớp 10. Nhiều ý kiến khác cũng cho biết, bất kể năng lực học của em học sinh trên ra sao, cho dù không đậu vào trường công lập trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, thì nhà trường cũng không được cấm. Một ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, phát đơn in sẵn như vậy là phản cảm. Được biết, sự việc xảy ra trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, Ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Hóc Môn cho biết, lá đơn xuất phát từ một lớp 9 của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa. Theo ông Hiệp, giáo viên in lá đơn này ra để học sinh điền vào. Hiện phòng giáo dục đào tạo huyện đã yêu cầu nhà trường làm báo cáo, đồng thời chỉ đạo nhà trường mời phụ huynh của học sinh lên để trao đổi lại. Ông cũng khẳng định sự việc này xảy ra là ngoài ý muốn của phòng giáo dục đào tạo vì đơn vị cũng vừa mới họp với các trường vào lớp 10 công lập. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào 2 ngày 6 và ngày 7 tháng 6. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển tại xã Đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đối với những học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở địa bàn này. Mới đây, một vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thị trấn Thắng Hiệp hòa Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên HGL nghi có biểu hiện tâm thần ra tay sát hại người thân trong gia đình. Thông tin ban đầu, trưa ngày 10 tháng 5, L đã đến nhà anh trai là HGP 46 tuổi ở thị trấn Thắng. Tại đây, nam thanh niên này bất ngờ cầm hung khí ra tay liên tiếp vào mẹ ruột của mình là bà HTT 76 tuổi và cháu của mình HGVQ con trai ông P 7 tuổi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu gấp ngày sau đó. Kể lại giây phút hãi hùng khi sự việc xảy ra, anh Tê sinh năm 1991 cho biết, khoảng 11 giờ ngày mùng 10 tháng 5, tôi đang ở trong nhà thì thấy chị hàng xóm dắt theo cháu nhỏ chạy sang kêu cứu. Tôi liền bảo chị và cháu vào trong nhà nấp, ngó ra thì thấy L đuổi theo bác hàng xóm. Thấy vậy tôi liền đóng cửa rồi chạy vào cầm gậy ra khống chế L. Khi cầm gậy ra, tôi thấy bà Tê chạy ra ngoài cửa, trên người đầy máu hô hoán kêu cứu. Tôi liền dùng gậy để dọa và đuổi L ra chỗ khác, xem bên trong còn ai không. Lúc sau thấy cháu Quy chạy ra trên tay đầy máu, tôi liền bảo cháu chạy sang nhà bác hàng xóm. Cũng theo anh Tê, sau khi thấy trong nhà không còn ai, người đàn ông này dùng gậy dọa và đuổi L vào nhà rồi chốt cửa lại, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ và trình báo sự việc lên cơ quan công an. Ông Đê sinh năm 1963, chứng kiến và tham gia khống chế L cho biết, tôi đang trong nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu, chạy ra thì thấy L đang cầm hung khí. Tôi liền chạy vào nhà cầm gậy ra để phòng vệ, ngăn cản không cho L tấn công người khác. Theo đó, khi thấy người đàn ông này cầm gậy, L liền lao tới dùng hung khí tấn công nhưng bị ông D dùng gậy chặn lại. Ông D nói, tôi lùi vào nhà thì thấy cháu Quy và bà T bị thương nên đã nhờ một người hàng xóm cùng đưa hai bà cháu lên bệnh viện bằng bó cấp cứu. Cũng theo một số người dân xung quanh cho biết, trước đây từng thấy L đi ngoài đường miệng cứ làm nhầm một mình, đầu óc không ổn định. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phối hợp với các lực lượng khác kịp thời dập tắt đám cháy ô tô khách trên cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ, xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút. Theo đó, vào khoảng thời gian nêu trên, tại km 198-100 cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ, đoạn gần vàng điểm thường tính Hà Nội, xảy ra vụ cháy ô tô khách mang biển kiểm soát 90B006.XX. Do tài xế THD sinh năm 1984, Chú tài lý nhân Hà Nam điều khiển chạy hướng Hà Nam Hà Nội, thời điểm xảy ra cháy trên ô tô đang chở 10 hành khách. Theo nhân chứng của vụ việc, khi ô tô đang di chuyển, hành khách trên xe ngửi thấy mùi khét và khói bốc ra từ khoang chứa hàng hóa của xe. Theo hình ảnh ghi lại, khói đen bốc lên nghi ngút từ phía sườn xe. Nhiều người điều khiển phương tiện cùng chiều nhận thấy cột khói đen từ xa nên đã giảm tốc độ tránh những va chạm giao thông. Ngay sau đó, tài xế đã nhanh chóng đổ vào làng dừng khẩn cấp và thông tin cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường làm nhiệm vụ. Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ của đội 3 phối hợp cùng lực lượng khác dùng bình cứu hỏa sách tay kịp thời dập tắt đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được kiểm tra. Vụ hỏa hoạn xảy ra nhưng không gây ồn tắc tuyến đường trên cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định. Sau hơn 20 ngày gặp tai nạn hy hữu, nữ bác sĩ trẻ Hoàng Minh Lý đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt hơn và đang được điều trị tích cực tại khoa ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Mới đây, chia sẻ về tình trạng của chị Lý, bác sĩ Trần Quang Trung, khoa ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay hiện sức khỏe của Lý tiến triển tốt hơn. Theo bác sĩ Trung, chị Lý được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nặng, đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương ổ bụng. Đặc biệt, tai nạn khiến chị Lý bị gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm mất cảm giác từ ngực trở xuống, liệt hoàn toàn hai chân và đại tiểu tiện mất tự chủ. Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã khẩn trương phẫu thuật giúp nữ bác sĩ trẻ thoát khỏi nguy kịch. Tiếp đó, cách đây vài ngày, chị Lý tiếp tục được phẫu thuật lần hai. Hiện các ca mổ cần thiết đã xong, sau khoảng 2 đến 3 tuần nữa, nếu không có biến chứng khác, chị Lý có thể ra viện. Theo bác sĩ Trung, mặc dù sức khỏe chị Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên rất khó có khả năng hồi phục hoàn toàn. Do tai nạn nặng khiến tùy ngực tổn thương nên chị Lý mất cảm giác, liệt hai chân và đại tiểu tiện không tự chủ, Việc điều trị tích cực có thể giúp cô sau này có thể ngồi và đi xe lăn. Bác sĩ Trung chia sẻ, việc chăm sóc bệnh nhân sau này sẽ có nhiều khó khăn, cả bệnh nhân và người nhà phải nỗ lực vượt qua, đặc biệt là bệnh nhân khi trải qua cú sốc lớn như vậy rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý. Vì vậy, gia đình và người thân cần động viên quan tâm hơn rất nhiều. Trước đó, tối ngày 20 tháng 4, chị Hoàng Minh Lý, 29 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An, ngồi uống cà phê cùng bạn bè tại quán cà phê trên phố Thái Hà phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Lúc này, trời đổ mưa rông, một tấm kính lớn từ tầng 2 đã đổ sập xuống người chị. Sự việc khiến chị Lý phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Thương hiệu bánh mì chảo cột điện quán quyết định ngừng hoạt động vĩnh viễn ở cơ sở Thái Bình trong phản ứng tiếp theo vụ giòi xuất hiện trong bà Tê. Không lâu sau thông báo tạm đình chỉ hoạt động cơ sở Thái Bình, thương hiệu bánh mì chảo cột điện quán đã ra thông báo chính thức quyết định ngừng hoạt động vĩnh viễn cơ sở này, chứ không phải sẽ mở cửa lại vào ngày 12 tháng 5 như thông báo của Thái Bình trước đó. Để đi đến quyết định này, chủ thương hiệu cho biết đã về Thái Bình kiểm tra trực tiếp mọi khâu kinh doanh từ nguyên liệu, quy trình bảo quản, chế biến đến phục vụ. Qua đó thấy rằng, cơ sở Thái Bình đã không tuân thủ các nội quy yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi, đồng thời cơ sở này chưa quản lý được sát sao nhân viên trong quá trình bảo quản nguyên liệu. Bánh mì chảo cột điện quán đánh giá đây là nguyên nhân dẫn tới sự việc dòi lúc nhúc trong bát tê khi mang ra phục vụ thực khách, gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới khách hàng và uy tín thương hiệu giải thích chi tiết hơn hệ thống này xác nhận loại pate mà cơ sở Thái Bình sử dụng đúng là nhập từ trên tổng hệ thống bánh mì chảo cột điện quán vốn được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt được kiểm định đây là sản phẩm được đóng khuôn lớn cấp đông chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra cắt và dán dùng ngay tuy nhiên trong sự việc này cơ sở Thái Bình đã không tuân thủ quy trình bảo quản pate bị hỏng quá trình phục vụ sau đó cũng không phát hiện ra vấn đề chất lượng này để rồi đến tay khách hàng trong phản ứng mới nhất về sự cố nghiêm trọng này, bánh mì chảo cột điện quán nói rõ, chân thành xin lỗi toàn thể khách hàng của cơ sở cột điện quán Thái Bình, đặc biệt là ba bạn khách hàng đã gặp phải sự cố hôm 7 tháng 5. Đại diện thương hiệu của chúng tôi đã gọi điện trực tiếp tới từng vị khách và gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Nếu như bất cứ khách hàng nào đã từng dùng món ăn tại cơ sở Thái Bình gặp vấn đề sức khỏe, xin hãy liên hệ chúng tôi để có biện pháp xử lý tốt nhất. Thương hiệu bánh mì chảo cột điện quán cũng nhận lỗi về phần quản lý của mình rằng dù hệ thống có hướng dẫn quy trình chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vẫn tổ chức giám sát định kỳ, nhưng cơ sở Thái Bình ở xa nên các hoạt động giám sát không được diễn ra thường xuyên liên tục. Chuỗi hệ thống bánh mì chảo cột điện quán bày tỏ, chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm và xin chân thành nhận lỗi. Từ sự cố này, bánh mì chảo cột điện quán cho biết đã thông báo toàn hệ thống yêu cầu tất cả các cơ sở ra soát lại hoạt động vệ sinh và công tác quản lý nhân sự. Cùng với đó, chủ thương hiệu cử cán bộ giám sát về từng cơ sở kiểm tra một lần. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại các đĩa bánh mì chảo với pate lúc nhúc giỏi. Trong đĩa đầu tiên, giòi phủ gần khắp bề mặt nửa miếng pate. Ở các đĩa sau, tuy số lượng ít hơn nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Sự việc xảy ra ở bánh mì chảo cột điện quán cơ sở ở Thái Bình, thực khách sau khi phát hiện đã báo với nhà hàng và rời đi, từ chối đề nghị của nhân viên là đổi suất ăn khác. Một ngày sau khi sự việc xảy ra và đưa lên mạng xã hội, bánh mì chảo cột điện quán ra thông báo về việc đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Thái Bình cho đến khi làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng. Mới đây, chính quyền thị trấn Đồng Lộc huyện Căng Lộc, Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân khiến một người chết, một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 5. Tại thời điểm nói trên, chị Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1990, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, điều khiển xe máy chở theo chị Nguyễn Thị Thanh Trà, sinh năm 2007, trú tại thị trấn Đồng Lộc, di chuyển trên địa bàn khi đang lưu thông trên đoạn đường liên xã ở tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc, thì chị Lệ và Trà bị chị Nguyễn Thị Hương lúc này đang sử dụng vòi nước để tưới nước trên đường, dùng vòi xịt nước trúng vào người. Chị Lệ đã dừng xe lại để chất vấn dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Lúc này, Nguyễn Văn Bắc sinh năm 1979 là chồng của chị Hương. Từ trong nhà bất ngờ cầm hung khí lao ra tấn công chị Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Thị Thanh Trà. Hậu quả, chị lệ bị tấn công gục giữa đường được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu xong không qua khỏi chị nguyễn thị thanh trà bị thương nặng ở tay sau khi gây án nguyễn văn bắc đã bị công an huyện can lộc và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ được biết chị lệ là hàng xóm cũ của đối tượng bắc trước đây giữa hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn liên quan đất đai đã từng đưa nhau ra tòa Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Hồ Xuân Hải, 53 tuổi, mức án tử hình về tội giết người sau khi hạ độc khiến vợ và ba con của mình tử vong. Theo cáo trạng, Hải và vợ có ba người con. Vợ chồng ông ta đầu tư trang trại nuôi heo tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm nhưng làm ăn thua lỗ nợ nhiều không có khả năng chi trả. Trong cơn túng quẫn, ông lên mạng tìm hiểu cách đầu độc cả gia đình. Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Ông Hải đặt mua bình khí CO 40 lít, đưa về căn nhà vắng chủ cất, rồi mua thêm dây ống nước bằng nhựa và tham khảo cách sử dụng. Tối cùng ngày, khi vợ và các con đi ngủ, người chồng ra phòng khách ngồi uống rượu, tiếp tục tìm hiểu cách gây tử vong bằng khí CO. Theo báo Vietnamnet đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2023, sau khi tìm hiểu cách gây án, Hải đã ra tay. Tới trưa, người dân phát hiện vợ và con của ông Hải đã tử vong. Còn ông Hải được đưa đi cấp cứu qua cơn nguy kịch. Tại phiên tòa, theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người, gây tâm lý hoang mang, tạo bất ổn lớn trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn thực hiện, có ý thức xem thường pháp luật. Do đó, hội đồng xét xử đánh giá việc cải tạo giáo dục bị cáo không còn tác dụng, cần thiết phải loại bỏ bị cáo khỏi xã hội, từ đó tuyên án mức án tử hình đối với bị cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Feng Zhong, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Feng Zhong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng, dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm 6 công nhân tử vong. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Zhong, quốc tịch Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Lúc 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, tại công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật, lò hơi nổ làm 6 công nhân tử vong tại chỗ và 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân và công an tỉnh đồng nai đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời thăm hỏi động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Liên quan đến vụ việc trên, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo gửi thường trực tỉnh ủy về vụ việc nổ lò hơi xảy ra tại công ty gỗ Bình Minh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên hỗ trợ gia đình có người thân bị tai nạn lao động và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân bị tai nạn, phối hợp công an tỉnh, các đơn vị liên quan để điều tra, xác định rõ nguyên nhân xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ tai nạn lao động nêu trên. Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 20 triệu đồng, trường hợp bị thương 10 triệu đồng. Lãnh đạo huyện ủy Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xác nhận bà Vũ Thị Minh Châu, phó bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom đã có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Theo báo Công an Nhân dân trước đó đưa tin, liên quan đến vụ sai phạm trong vụ án 680 căn nhà tại khu dân cư Tân Thịnh do công ty cổ phận đầu tư LGG làm chủ đầu tư ở huyện Trảng Bom. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với bà Vũ Thị Minh Châu. Bà Vũ Thị Minh Châu sinh năm 1970, quê tỉnh Nam Định, tháng 10 năm 2015, huyện Trảng Bom, đã tổ chức bộ bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Nhiệm kỳ tiếp theo bà Châu được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom và điều hành công việc này cho đến nay. Hiện đơn xin nghỉ việc của bà Châu đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo nguyện vọng cá nhân. Vụ việc 680 căn nhà xây dựng không phép thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng đã có kết luận nêu rõ hơn 20 cá nhân và 13 tổ chức từ cấp tỉnh tới cấp huyện liên quan đến sai phạm. Riêng cá nhân bà Vũ Thị Minh Châu thanh tra kết luận thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai như kiểm kê, áp giá bồi thường, không đúng chủ sử dụng đất, thưởng di dời sai hoặc hồ sơ kiểm kê thông báo thu hồi đất quyết định thu hồi đất không đúng chủ sử dụng đất là vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bắt tạm giam nhiều cá nhân có liên quan đến sai phạm trong vụ việc này. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong vụ xây dựng 680 căn nhà trái phép tại khu dân cư Tân Thịnh do công ty cổ phần đầu tư LGR làm chủ đầu tư. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai cho biết, cơ quan này đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Linh, nguyên phó bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê. Ông Linh hiện là phó giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai cùng thời điểm ủy ban kiểm tra kỷ luật khiển trách đối với ông nguyễn hữu tâm nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chư sê ủy ban nhân dân tỉnh gia lai xác định ông nguyễn hồng linh và ông nguyễn hữu tâm vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm vi phạm quy chế làm việc và các quy định của pháp luật về đất đai từ đó dẫn đến các vi phạm khuyết điểm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường hồ chí minh đoạn tuyến tránh qua huyện chư sê những vi phạm của hai ông trên đã gây hậu quả nghiêm trọng để khiếu kiện kéo dài, gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Nguyễn Hồng Linh và ông Nguyễn Hữu Tâm có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện kiểm kê, đề xuất bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh qua huyện Chư Sê. Huyện đã quên việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm đối với 217 hộ dân ở xã Iapan, thị trấn Chư Sê bị thu hồi đất với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Do sai sót trên, Bộ Giao thông Vận tải phải điều chỉnh chủ trương đầu tư tăng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Ngọc Anh, huyện ủy viên, bí thư tri bộ, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắc Đoa, nguyên trưởng phòng kiểm sát điều tra án trật tự xã hội Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai. Theo Ủy ban kiểm tra tỉnh Gia Lai, ông Võ Ngọc Anh đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao trong việc kiểm sát điều tra vụ án vi phạm hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật. Mới đây, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết đã có công văn gửi Sở Y tế Quảng Nam về việc xử lý thông tin phản ánh trên báo chí. Theo đó, cùng ngày, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bệnh nhân NTML, 36 tuổi, chú xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, được chẩn đoán bị u bì buồng trứng phải, bác sĩ lại phẫu thuật buồng trứng trái. Về việc này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam làm rõ thông tin nêu trên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân tập thể theo đúng quy định nếu có vi phạm. Bên cạnh đó, bệnh viện Đa khoa Quảng Nam rút kinh nghiệm về sự cố truyền thông gây ảnh hưởng tới uy tín chung của ngành y tế, có biện pháp để không xảy ra các sự việc tương tự. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm trên địa bàn trong triển khai kiểm tra giám sát việc thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng, nâng cao an toàn người bệnh, phòng tránh các nguy cơ sự cố y khoa theo quy định. Sở Y tế tỉnh phải báo cáo kết quả giải quyết sự cố trên về Bộ Y tế trước ngày 12 tháng 5. Trước đó, chị NTML phản ánh do cảm thấy bị đau phần bụng nên chị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam khám. Bác sĩ kết luận chị bị u bì buồng trứng phải, cần phải nhập viện để phẫu thuật vì khối u đã lớn. Ngày 22 tháng 4, chị L nhập viện, sau đó được đưa đi làm các xét nghiệm liên quan. Ngày 23 tháng 4, chị được phẫu thuật và xuất viện vào ngày 29 tháng 4. Hẹn ngày 2 tháng 5 xuống lấy giấy ra viện. Tuy nhiên, trong lúc siêu âm ngày 28 tháng 4, chị nghe mọi người bàn tán hỏi ai chịu trách nhiệm ca mổ này. Lúc này chị cảm thấy khá bất an, về nhà chị vẫn bị đau bụng trầm trọng, các triệu chứng không hề thuyên giảm. Đến chiều ngày 2 tháng 5, chị L đến nhận hồ sơ ra viện thì mới tá hỏa khi phát hiện giấy ra viện của chị ghi phẫu thuật nội soi bóc u nang bì buồng trứng trái, chứ không phải buồng trứng phải sau đó chị đến bệnh viện đa khoa thái bình dương tam kỳ siêu âm cho kết quả các khối u nang bì buồng trứng phải vẫn còn y nguyên khi người nhà đến bệnh viện đa khoa quảng nam hỏi thì các bác sĩ giải thích quanh co rằng trong quá trình phẫu thuật phát hiện buồng trứng trái có khối u lớn có nguy cơ vỡ nên thực hiện mổ bóc tách khối u ở buồng trứng trái theo đó, Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác, giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan, nếu có, để có căn cứ xem xét thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định một số tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan bị kê biên trong vụ án cũng như các đề nghị của tòa có nhiều dự án vẫn đứng hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất, dự án IFC One Sài Gòn từng được kỳ vọng là tòa cao ốc biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2009, thế nhưng Sài Gòn One Tower, tòa lạc trung tâm thành phố chục năm qua vẫn là khối bê tông dở dang. Chủ đầu tư ban đầu của Sài Gòn One Tower là công ty cổ phần Sài Gòn One Tower dự án được khởi công năm 2007, dự kiến sẽ hoàn thành sau 2 năm. Đến tháng 8 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, VAMC đã thu giữ dự án Sài Gòn One Tower để xử lý khoản nợ của chủ đầu tư. Hy vọng hồi sinh dự án Sài Gòn One Tower đến vào năm 2021 khi công ty cổ phần đầu tư và phát triển VivaLand, Vivalent bất ngờ xuất hiện với vai trò là đơn vị phát triển dự án. Tên thương mại của dự án cũng được đổi thành IFC Quan Sài Gòn. VivaLand là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thành Phát do bàn Trương Mỹ Lan làm chủ đầu tư. Đến tháng 8 năm 2022, công trường dự án xuất hiện công nhân thi công trở lại, nhưng chỉ thay lớp kính bên ngoài đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Các hạng mục bên trong tòa nhà chủ đầu tư vẫn chưa được thi công do dự án đang chờ kết luận của thanh tra chính phủ và đến nay dự án IFC One Sài Gòn vẫn chỉ là khối bê tông nằm phơi nắng mưa. Thứ hai, Thuận Kiều Plaza năm 2015, Tập đoàn Vạn Thành Phát đã hoàn tất việc mua lại dự án này và tên mới The Garden Mall chính thức được công bố vào ngày 3 tháng 11 năm 2017. Đến nay, Thuận Kiều Plaza tiếp tục bị bỏ không. Thứ ba, dự án One Central Hồ Chí Minh Dự án One Central Hồ Chí Minh là một trong những dự án có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khi nằm đối diện chợ Bến Thành và nằm giữa bốn mặt tiền khu tứ giác Bến Thành gồm Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette. Đến tháng 8 năm 2022, nhà thầu Stecon cùng với chủ đầu tư mới là công ty Vivaland, công ty con của Vạn Thịnh Phát chính thức quản siêu dự án này. Tuy nhiên, sau biến cố của Chủ tịch Tập đoàn Vàng Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, toàn bộ bản hiệu liên quan đến Vivaland ở dự án này đã bị tháo dỡ và đứng im đến nay. Thứ tư, dự án Mũi Đèn Đỏ khu đô thị mới Sài Gòn Peninsula còn được gọi là dự án Mũi Đèn Đỏ nằm tại ngã ba sông Sài Gòn, quận 7 có diện tích gần 118 hecta với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, được tập đoàn Vạn Thịnh Phát ký hợp tác với hai nhà đầu tư nước ngoài để cùng phát triển. Đầu năm 2022, dự án được công ty Vivaland, công ty con của Vạn Thành Phát quản lý. Sau đó, website của Vivaland cũng không cung cấp thêm thông tin về siêu dự án này, hiện dự án vẫn đứng hình. Thứ năm là biệt thự cổ 700 tỷ đồng, các biệt thự cổ 112 võ văn tầng được xây dựng trên khu đất 2.819 m2 theo kiến trúc Pháp cổ là nhà cấp 2, 3, gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000 m2. Khi thị trường bất động sản sôi động, căn biệt thự trên đã được ra bán với giá 47 triệu đô la Mỹ. Căn biệt thự được bà Trương Mỹ Lan mua lại đã cho trùng tu theo nguyên bản vào năm 2019. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu thi công công trình. Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn, nên chủ công trình chỉ được trùng tu sửa chữa nguyên trạng mà không được xây mới. Tuy nhiên, sau đó căn biệt thự cổ vẫn chưa được sửa chữa trùng tu xong. Hiện biệt thự cổ là một trong số bất động sản bị kê biên trong vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Mới đây, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ loạn đả trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê Đà Nẵng xảy ra tối 7 tháng 5 khiến một thanh niên 19 tuổi thiệt mạng. Theo báo công an nhân dân đưa tin, trước đó khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 có hai nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi đánh nhau trên đường Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng, vụ loạn đã khiến một thanh niên tử vong tại hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự công an Đà Nẵng nhanh chóng có mặt, phối hợp với công an quận Thanh Khê tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong là Phan Thành Đạt, sinh năm 2005, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Tiến hành truy xét đến 5 giờ 30 phút sáng nay ngày 9 tháng 5, lực lượng cảnh sát hình sự công an Đà Nẵng phối hợp với công an thành phố Long Khánh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ đối với Lê Vũ Hoàng Tươi, sinh năm 1995, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Trần Văn Sinh, sinh năm 2001, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và Huỳnh Văn Minh Nhật, sinh năm 1995, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam là các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả làm tử vong phan thành đạt theo điều tra ban đầu trước đó tươi và một số đối tượng có mâu thuẫn với nhóm của đạt nên đã tìm kiếm đối phương để đánh nhau sau khi đạt tử vong tươi cùng sinh và nhật lập tức bỏ trốn vào đồng nai và thuê nhà nghỉ tại phường xuân thành thành phố long khánh nhưng với sự truy xét quyết liệt lực lượng cảnh sát hình sự công an đà nẵng đã nhanh chóng xác định lai lịch tung tích nhóm đối tượng này và tiến hành bắt giữ Ngoài ba đối tượng nêu trên, công an Đà Nẵng đã xác định rõ danh tính số đối tượng còn lại tham gia vào vụ việc và đang tiếp tục truy bắt. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình sinh năm 1973 trú tại chung cư Twin Tower Building, số 265 cầu giấy, vườn dịch vọng, quần cầu giấy, về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình Sự. Tại thời điểm bị bắt giữ, bị can bình có nghề nghiệp là vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, các quyết định và lệnh nêu trên được tống đạt thi hành vào ngày 24 tháng 4. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án. Ông Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ông Bình là chuyên gia lập chương trình kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật dài hạn hàng, hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch sau khi được phê duyệt, trong đó có pháp luật về lao động, người có công, xã hội. Mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 41 theo đó, trong các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5 năm 2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 41. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất tài chính, tài sản đầu tư quy hoạch, xây dựng ở các dự án do công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Lê Thanh Hải, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và một số tổ chức đảng đảng viên khác xét nội dung tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Đảng ủy các sở tài chính, kế hoạch và đầu tư, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng tài nguyên và môi trường, nhiệm kỳ 2010-2015. Đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy các sở, xây dựng tài nguyên và môi trường, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Toàn Thắng, thành ủy viên, bí thư thành ủy, giám đốc sở tài nguyên và môi trường. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị phiên thứ nhất tháng 5 năm 2024. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã xem xét báo cáo của đoàn kiểm tra theo quyết định số 901/QDTU ngày 15 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015. 2015, 2020 và một số cá nhân có liên quan vi phạm về quản lý sử dụng đất đai. Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên huyện ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình. Nguyễn Đức Bàng, nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Chí Sớm, nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Gia Bình. Nguyễn Ngọc Cường, huyện ủy viên, tránh thanh tra huyện, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Gia Bình. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010, khiển trách Ban Thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Nguyễn Kim Thoại tỉnh ủy viên, giám đốc sở tài chính, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Gia Bình. Mới đây, quân khu 4 thu hồi quyết định số 06QDQK quy quy ngày 22 tháng 1 năm 2018 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1951, trú tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Lý do thu hồi là khi xác lập hồ sơ thương binh, ông Nguyễn Văn Nam đang chấp hành án phạt tù có thời hạn nhưng đã trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã với tên giả là Trần Minh Sơn, sinh năm 1954, chú quán 2 trên 4 Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, thành phố Cần Thơ. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc ông Nguyễn Văn Nam được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng là không đúng quy định của pháp luật. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, giấy chứng nhận thương binh về Bộ Tư lệnh Quân khu để xử lý theo quy định, thu hồi số tiền truy lĩnh 102 triệu 681 000 đồng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã cấp cho ông Nguyễn Văn Nam. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định đình chỉ chi trả trợ cấp thương tật đối với ông Nguyễn Văn Nam, đồng thời truy thu số tiền đối tượng hưởng sai quy định hoàn lại ngân sách nhà nước. Trước đó, ngày 31 tháng 10 năm 1986, đối tượng Trần Minh Sơn bị Công an tỉnh Hậu Giang bắt về tội trộm cắp tài sản của công dân và tội chiếm đoạt mua bán vũ khí trái phép bị tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xử 4 năm tù giam, Trần Minh Sơn chấp hành án tại trại giam Cồn Cát tỉnh Hậu Giang. Năm 1989, trong quá trình đi cải tạo, lợi dụng sơ hở nơi giam giữ, Sơn đã bỏ trốn. Ngay sau đó, Trần Minh Sơn bị truy nã theo quyết định số 1689 LTN ngày 21 tháng 7 năm 1989 của trại giam Cồn Cát. Điều đáng nói sau khi trốn chạy, Trần Minh Sơn về quê tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, lấy lại tên họ cũ là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1951 để sinh sống. Sau đó Nguyễn Văn Nam lập bản khai cá nhân, đề nghị xác nhận thương binh và được ủy ban nhân dân xã Trường Giang, huyện Nông Cống xác nhận ngày 21 tháng 7 năm 2014 ngày 22 tháng 1 năm 2018, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định số 06 quy đề BTL về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với Nguyễn Văn Nam và đã được hưởng trợ cấp kể từ tháng 1 năm 2013. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, phạm nhân Trần Minh Sơn đang bị truy nã theo lệnh truy nã số 1689 LTN ngày 21 tháng 7 năm 1989 của trại giam Cồn Cát vì trốn trại trong thời gian chấp hành án đã về quê ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thương binh với tên Nguyễn Văn Nam và được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định số 06 quy BTL về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng là không đúng quy định của pháp luật. Ngày 31 tháng 1 năm 2024, đối tượng Trần Minh Sơn, tên gọi khác là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1954, đã đến Công an xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đầu thú về hành vi trốn khỏi trại giam, theo bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang năm 1987. Ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình xét duyệt hồ sơ thương binh của ông Nguyễn Văn Nam là do quân khu 4 thực hiện. Sở Lao động Thương binh Xã hội chỉ tiếp nhận và chi trả tiền hàng tháng, đồng thời điều chỉnh mức chi trả theo quy định của nhà nước. Ngoài việc bị thu hồi, hủy bỏ các chế độ ưu đãi đối với người có công, ông Nguyễn Văn Nam còn bị truy thu số tiền hơn 102 triệu đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chi trả vào hơn 208 triệu đồng, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã chi trả. Mới đây, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 41 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Văn phòng Chính phủ, cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Phạm Thái Hà, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy cơ quan, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý chủ tịch Quốc hội, Hồ Văn Điềm, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư Đảng đoàn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Lê Tuấn Hồng, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và các đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chu Quốc Hải, nguyên phó bí thư Đảng ủy phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà, Hồ Văn Điềm, Lê Tuấn Hồng, Nguyễn Văn Khước Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã xác định nguyên nhân vụ việc đôi vợ chồng bốc cháy tại một căn nhà trên đường NF5, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương khiến cả hai vợ chồng tử vong. Thông tin từ cơ quan công an tỉnh Bình Dương cho biết, sáng ngày 6 tháng 5, sau khi đưa con đi học, anh Quách Văn B, 33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa và vợ là chị Vũ Thị H, 34 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắc, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng cãi nhau. Khi cả hai giằng co thì anh B đã có những tác động vào chị H khiến người vợ bất tỉnh tại chỗ. Sau khi thấy vợ bất tỉnh, anh B đổ xăng rồi châm lửa gây ra vụ hỏa hoạn với ý định sát hại vợ. Lúc này, ngọn lửa lớn đã cháy lan khiến anh B cũng bị cháy. Khi người dân gần đó nghe tiếng la hét và thấy khói bốc lên từ căn nhà của hai vợ chồng này đã chạy đến ứng cứu. Sau khi dập được lửa, người dân phát hiện chị H đã tử vong. Anh B bị bỏng nặng, nhanh chóng được chuyển đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cũng tử vong sau đó. Tại hiện trường, nhiều tài sản trong phòng khách của căn nhà bị lửa thiêu rụi. Hiện tại, gia đình đã tổ chức đám tang cho đôi vợ chồng xấu số. Nhận tin báo, công an thành phố Bến Cát cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Qua đó xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn ghen tuông nên hai vợ chồng mới xảy ra mâu thuẫn rồi để xảy ra hậu quả đau lòng. Trước đó cả hai đã nộp đơn ly hôn ra tòa và đang trong thời gian chờ giải quyết. Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang có rất nhiều người chơi bậu hay còn gọi là chơi hụi vì người dân nghĩ đây là cách tiết kiệm tiền, gom thành khoản lớn để dùng tới khi làm nhà hay dựng vợ gả chồng cho con cái. Nhiều gia đình không chỉ có bố mẹ mà con cái cũng tham gia nên số tiền góp lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Tin tưởng hàng xóm không thể lừa nhau, lại thêm lãi suất lớn từ 25 đến 30% một năm cao gấp 3 đến 5 lần so với lãi suất của ngân hàng nên nhiều người dân trong làng tham gia chơi hụi. Nghĩ đến số tiền chơi hụi và cho chủ hụi vay 80 triệu đồng, bà Lê Thị Tê, thôn Vọng Nguyệt lại nghẹn ngào. Bà bật khóc khi ra trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang làm đơn trình báo. Bà Tê cho biết, chồng bà đã qua đời, một mình bà phải lao động vất vả, bươn trải để kiếm tiền nuôi hai con trai. Mỗi tháng tôi đóng 2 triệu đồng, khi hội kết thúc tôi nhận được 80 triệu đồng tôi lại cho chủ hụi vay để lấy lãi và hàng tháng tiết kiệm tiền để chơi hụi với mức 3 triệu đồng một tháng. Đóng được 20 suất thì chủ hụi thông báo vỡ nợ. Ngoài ra còn có cô Nguyễn Thị Tài ở thôn Vọng Nguyệt cho biết gia đình cô có 4 người con tham gia chơi hụi được 30 tháng nay với gần 186 suất, tổng số tiền gốc gần 500 triệu đồng. Cô Tài nghẹn ngào kể, đây là số tiền của các con đi làm công ty dành dụm, gửi tiết kiệm về cho mẹ để góp hụi với mong muốn. Đến khi được lấy hụi thì có một khoản để lo cho con cái, sau này dựng vợ gả chồng. Khi tham gia chơi hụi, tôi không được tuyên truyền gì, chỉ biết là người dân có lòng tin tưởng vào chủ hụi tuyệt đối. Vì vợ làm giáo viên tại xã về hưu, chồng làm sĩ quan quân đội về hưu. Gia đình con cái thành đạt nên tin tưởng mỗi tháng gia đình tôi gửi vào đây là khoảng từ 15 đến 16 triệu đồng. Hay như bà Ngô Thị Song thông tin, Số tiền chơi hụi là số tiền tôi tích góp và số tiền con cái đi làm dành dụng gửi về. Để đưa mẹ chơi hụi đến nay đã đóng được 118 suất với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Mong có khoản tiền lớn để dựng lại ngôi nhà đã rột nát. Giờ thấy chủ hụi bị vỡ thì chúng tôi biết sống sao khi tất cả niềm tin đều đặt vào vô vọng. Cũng theo bà Ngô Thị Song cho biết, theo quy định hội phường hụi, thành viên tham gia hội phải đến đóng hụi tại nhà chủ hụi theo đúng quy định, đúng thời gian. Chủ hụi không trực tiếp đi thu, Trường hợp người đóng chậm một ngày thì phải lấy sau 10 ngày, nếu chậm phải báo trước cho chủ hụi. Nếu chậm 2 ngày trở lên phải chịu lãi suất 3% một ngày. Người đã lấy hụi mà không trả đúng thời hạn chịu lãi suất 5% một ngày và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Cùng chịu chung hoàn cảnh như mọi người, cộng thêm việc chồng bị tai nạn khoảng hơn một năm nay, cuộc sống của cả gia đình đều trông chờ vào số tiền hụi. Khi nghe tin vỡ hụi, chị Ngô Thị Hồng ở xã Tam Giang đã rụng rời chân tay vì bao nhiêu năm làm công ty chỉ để dành dụm chơi hụi với mong muốn có số tiền lớn xây dựng gia đình cho con cái, làm lại nhà cửa, thế mà đến nay bỗng dừng mất trắng. Việc chơi hụi cứ hết hụi này tôi lại gối tiếp hụi khác đến nay đã được 11 cái hụi với tổng 230 suất, ước chừng khoảng gần 600 triệu đồng. Khi chơi hụi tại gia đình bà Lan, ông Hùng, tôi không được biết những người chơi trong số hụi đó là ai và tổng số bao nhiêu người hàng tháng tôi vẫn đến nhà bà Lan đóng hụi, nếu quá hạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm như tờ chủ hụi đưa ra cam kết với người dân. Ông Nguyễn Văn Đăng, trưởng thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc chủ phường hụi là vợ chồng bà Ngô Thị Lan và ông Nguyễn Thế Hùng vỡ nợ xảy ra trong những ngày gần đây. Thôn đã báo cáo Ủy ban Nhân dân xã để nắm bắt và xử lý. Theo dư luận, số tiền chủ phường hụi mất khả năng thanh toán là từ 30 đến 100 tỷ đồng. Ông Đăng thông tin, chắc chắn trong hoạt động đó không được minh bạch nên mới xảy ra vỡ nợ. Đúng ra họ cứ đóng vào, người chúng lấy thì không bao giờ có chuyện vỡ hụi. Theo ông Đăng, việc chủ phường hụi bị vỡ nợ khả năng là do họ lợi dụng hoặc gian dối trong danh sách. Chẳng hạn 30 người chơi hụi nhưng họ ghi thành 50 người, sau đó 20 người ngoài danh sách chúng hụi thì chủ hụi cứ cầm tiền chi vào việc khác thì mới vỡ được. Trung tá Nguyễn Văn Thành, trưởng công an xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 2 tháng 5, Người dân thôn Đoài xì xào việc vợ chồng bà Ngô Thị Lan và ông Nguyễn Thế Hùng vỡ nợ, gây ảnh hưởng cho nhiều người dân ở địa phương. Lãnh đạo công an xã Tam Giang đã cử lực lượng xuống nắm bắt. Trưởng công an xã Tam Giang thông tin, hiện công an xã đã tuyên truyền, vận động để người dân không tụ tập đông người. Nếu phát hiện có vụ vỡ nợ thì viết đơn trình báo gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cùng với đó, lực lượng công an xã Tam Giang tuyên truyền bà con không có hành động làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự hoặc từ việc chơi hội vỡ nợ làm phát sinh các vụ việc khác liên quan tới sức khỏe, tính mạng của chủ hụi. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Doãn Bảo, sinh năm 1986, ngụ thôn Đại Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, về tội hiếp dâm. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 2 tháng 5, lợi dụng bà PTL, sinh năm 1949, chú tại thôn Trung Nam, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, ở nhà một mình, Bảo đã lẻn vào nhà dùng vũ lực ép bà L để thực hiện hành vi cưỡng bức, mặc cho bà L la hét van xin. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi đồi bại của mình, hàng xóm phát hiện chạy sang nhà bà L để can thiệp. Lúc này Bảo mới chịu dừng lại và bỏ chạy. Sau khi thỏa mãn hành vi đốn mặt của mình, đối tượng đã nhanh chân rời khỏi hiện trường, sau đó lẩn trốn tại một cánh đồng trong xã. Nhận được tin báo, công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Bảo đã bị khống chế bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Thọ đã giữ Nguyễn Duy Bảo trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó năm 2022, một người đàn ông ở tỉnh Đắk Lắc cũng phải chịu 8 năm tù vì hành vi cưỡng bức bà cụ 68 tuổi. Nghi phạm là Y Tông Hơ Đức, 32 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 5, sau khi đã uống rượu, Y Tơn đi bộ ra đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, thì thấy bà DTT đang đi bộ. Y Tơn nảy sinh ý định sát hại và cưỡng bức bà T nên đã nhặt một cục gạch rồi tác động liên tiếp vào nạn nhân. Thấy bà T ngất xỉu, Y Tơn kéo nạn nhân vào hẻm 229 đường Lê Duẩn rồi thực hiện hành vi đồi bạc. Tại thời điểm này, bà T tỉnh lại, vùng vẫy thì bị y tông dùng tay tác động liên tiếp vào vùng mặt rồi tiếp tục thực hiện hành vi bị ổi. Sau khi thỏa mãn, y tông bỏ đi, con ba Thảo được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 72%. Phó Giám đốc Sở Y tế Võ Thị Ngọc Lắm cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, kết quả xét nghiệm đa phần các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy từ tiệm bánh mì bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, ngoài ra một số mẫu khác nhiễm vi khuẩn E. coli và một số vi khuẩn khác. Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi PHM, 14 tuổi, một trong những bệnh nhân của vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh. Phần lớn các mẫu thực phẩm lấy từ cửa hàng bánh mì Cô Băng phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh và các mẫu bệnh phẩm lấy từ các bệnh nhân nhập viện điều trị có tỷ lệ nhiễm khuẩn Salmonella cao, một số mẫu khác nhiễm khuẩn E. coli. Cụ thể, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cấy phân tìm tác nhân gây ngộ độc trên 29 mẫu bệnh phẩm do bệnh viện và viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 16 trên 29 mẫu dương tính đồng thời với hai chủng vi khuẩn Salmonella và E. coli. 9 trên 29 mẫu dương tính với vi khuẩn E. coli. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Cô Băng khi vụ ngộ độc xảy ra do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, ghi nhận 4 trên 8 mẫu thực phẩm như pate, thịt lợn đã qua chế biến, chả lụa, dưa muối chua có kết quả phát hiện vi khuẩn Salmonella. Do đó, Sở Y tế Đồng Nai kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến vi khuẩn Salmonella. Tính đến chiều ngày 6 tháng 5, trong số 568 bệnh nhân nhập viện và đến khám liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai, đã có gần 4 trường hợp bệnh nhân sức khỏe ổn định được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Vi khuẩn Salmonella có trong thực phẩm, nguồn nước ô nhiễm. Thời gian ủ bệnh khi nhiễm Salmonella là từ 6 đến 72 giờ sau khi ăn. Thông thường từ 18 đến 36 giờ sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau quằn bụng, tiêu chảy, ấn lạnh sốt, một số ít người còn bị buồn nôn, ói mửa, các triệu chứng trên thường kéo dài từ vài ngày đến một tuần, trong đó tiêu chảy có thể kéo dài tới 10 ngày, một số ít trường hợp có thể bị biến chứng nặng, nếu nhiễm Salmonella lan rộng xuyên qua ruột có thể dẫn đến tử vong. Salmonella là một loại vi khuẩn gây ra bệnh tiêu chảy thường xuất hiện qua đường ăn uống, khi xâm nhập vào cơ thể Salmonella sẽ sinh ra độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Theo tổ chức y tế thế giới, ngộ độc Salmonella có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như mất nước nặng, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Đặc biệt trẻ em và người già là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngộ độc Salmonella do hệ miễn dịch của họ còn yếu. Vi khuẩn Salmonella thường có trong thịt gia súc, gia cầm sống hoặc chưa được nấu chín. Ngoài ra vi khuẩn này cũng có thể lây nhiễm qua rau củ quả chưa được rửa sạch hoặc chưa được tiệt trùng. Để phòng ngừa ngộ độc Salmonella, người dân cần lưu ý ăn chín uống chín, đặc biệt là thịt gia súc, gia cầm, trứng và hải sản, rửa sạch tay trước khi chế biến và ăn uống, rửa sạch rau củ quả trước khi ăn, bảo quản thực phẩm đúng cách. Cuối tháng 4 vừa qua, toán nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử các đối tượng mua trứng rùa biển một đối tượng cung cấp và một đối tượng mua giới về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Vào tháng 6 năm 2023, khi đi du lịch cùng gia đình tại Côn Đảo, Lê Thị Chi sinh năm 1992, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã nhờ Phạm Anh Tuấn sinh năm 1997, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là tài xế taxi tại Côn Đảo tìm mua giúp trứng rùa biển. Thông qua Tuấn, Lương Kiều Tính sinh năm 1980 trú tại phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, được biết đến là đối tượng chuyên buôn bán trái phép trứng rùa biển, đã bán cho Chi 5 quả trứng rùa biển với giá 250.000 đồng một quả. Sau đó, Chi đã nhờ mẹ chồng là Đỗ Thị Lệ Hoa, sinh năm 1975, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cất số trứng này vào vali của bà Hoa để đưa về đất liền. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại cảng hàng không Côn Đảo. Bốn trong 5 quả trứng trên được xác định là trứng vít rùa biển. Cụ thể, đối tượng Lương Kiều Tính cung cấp trứng rùa biển nhận bản án 12 tháng tù, Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu Lê Thị Chi mua trứng rùa biển bị xử phạt lần lượt 500 triệu đồng và 550 triệu đồng. Tài xế taxi Phạm Anh Tuấn môi giới bán trứng rùa biển nhận bản án 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách 24 tháng. Vụ việc này không phải hy hữu, Trước đó, vào năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Côn Đảo đã đưa ra xét xử đối tượng Lâm Trường Xuân, Đặng Hoàng Đức và Thái Thanh Tài về tội vi phạm có quy định về bảo vệ loại nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Các đối tượng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau khi phát hiện có hành vi mua bán vận chuyển 30 quả trứng vít. Đây là lần đầu tiên một vụ án buôn bán trứng rùa biển được đưa ra xét xử. Theo đó, tòa phạt cải tạo không giam giữ 12 tháng đối với Thái Thành Tài, và 9 tháng đối với Đặng Hoàng Đức, còn Lâm Trường Xuân bị phạt tiền 50 triệu đồng. Cùng năm 2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tân 18 tháng tù về hành vi vận chuyển 116 quả trứng vít. Năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Hoàng Tuấn Hải 5 năm 6 tháng tù giam, về hành vi thu gom chế tác và buôn bán trái phép hơn 10 tấn rùa biển. Đây được coi là vụ án có số lượng rùa biển bị thu giữ lớn nhất trên toàn thế giới. Hay vào năm 2019, Tòa Nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt Trần Thị Cúc, 37 tuổi, và chồng là Võ Ngọc Trung, lần lượt 2 năm tù và 3 năm 6 tháng tù giam. Trước đó, tại nhà riêng của hai đối tượng Công an và Kiểm Lâm, bắt quả tang gia đình này đang tàn trữ 60 quả trứng vít, 4,5 kg trứng non vít và 80 kg thịt vít. Mặc dù pháp luật đã quy định cụ thể và có rất nhiều đối tượng đã bị xử phạt nhưng trên các trang mạng xã hội khi được hỏi vẫn nhiều người không biết rằng những hành vi tiêu thụ buôn bán trứng rượu biển là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt nặng. Liên quan đến vụ mua 5 quả trứng vít, đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, nên các đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Theo quy định tại điều 244 Bộ luật hình sự, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau: Điều 244 Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm quy định: Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm IB hoặc phụ lục 1 Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã, nguy cấp thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Mới đây, đồn biên phòng cửa khẩu cửa danh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã đón 4 ngư dân gặp nạn trên biển Vịnh Bắc Bộ trở về. Nhóm ngư dân được đưa về gồm Lê Văn Chiến sinh năm 1984, Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1991, cùng ngụ thị xã Ba Đồn là ngư dân trên tàu cá bị chìm, mang số hiệu QB98768 TS. Hoàng Đăng Dung sinh năm 1996, ngụ huyện Bố Trạch trên tàu QB92699 TS và Nguyễn Ngọc Hà sinh năm 1984, ngụ thị xã Ba Đồn trên tàu cá QB98614 TS. Lên đền giữa biển 3 ngày 3 đêm, ngư dân Nguyễn Ngọc Hà không nghĩ sẽ được cứu sống, anh là người duy nhất đã vào bờ an toàn. Bốn ngư dân còn lại trên tàu QB98614TS vẫn đang mất tích giữa biển khơi. Anh Hà là máy trưởng trên tàu cá do ngư dân Phan Thanh Hùng làm chủ tàu kim thuyền trưởng. Ngày 28 tháng 4, tàu xuất bến ra ngư trường Vịnh Bắc Bộ để đánh bắt hải sản. Trưa ngày 3 tháng 5, khi đang thả neo nghỉ trưa thì bất ngờ lốc lớn tàu bị nhấn chìm. Anh Hà kể lại, mưa lớn và lốc kéo đến quá nhanh chỉ vài giây tàu bị nhấn chìm. Chúng tôi nhảy xuống nước, không kịp mở máy báo cứu hộ. Lúc này, anh may mắn bám được chiếc phao cứu sinh rồi níu vào đó trôi dạt trên biển. Các ngư dân chỉ kịp la hét động viên nhau bám trồ cố gắng để sống. Tuy vậy, chỉ được một thời gian ngắn các ngư dân hoàn toàn mất liên lạc. Không thức ăn, không nước uống. Cổ họng bỏng rác, mệt rã rời, nhưng anh vẫn giành giật từng phút với hy vọng có tàu phát hiện đến ứng cứu. Cuối cùng, một tàu cá phát hiện và cứu anh Hà lên tàu sơ cứu y tế. Lúc này, anh liệm đi vì quá mệt mỏi. Tỉnh lại thì thấy đã gần vào tới bờ. Bốn bạn thuyền khác là Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Thị, Nguyễn Văn Thực và Dương Văn Hoài vẫn không rõ số phận thế nào. Người dân Hoàng Đăng Dung cũng là người duy nhất trên tàu QB 92699TS may mắn được cứu. Khi tàu chìm vào trưa ngày 2 tháng 5, trên con tàu này, 6 ngư dân vẫn mất tích. Anh Dung bàn hoàng chia sẻ, khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 5, một cơn lốc đi qua. Tàu bị nhấn chìm, trong thời gian rất ngắn tôi nhảy ra khỏi tàu, mỗi người lạc trôi một hướng khác nhau, chừng 2 giờ sau tôi may mắn được một tàu cứu vớt. Tàu anh Dung đi biển do ông Nguyễn Đức Trung, ngụ xã Đức Trạch huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng trên tàu có 7 thành viên. Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi nhận được tin người thân mất tích trên biển, gia đình các ngư dân ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn và xã Đức Trạch huyện Bố Trạch vẫn đợi chờ trong đau buồn. Giờ họ chỉ biết mong chờ phép màu xuất hiện để người thân trở về bình an. Gia đình ông Nguyễn Văn Lương ở phường Quảng Phúc, bố của ngư dân Nguyễn Trung Bảo sinh năm 2006, sống trong thấp thỏm khi hai tin tàu đánh cá của con trai bị chìm trên biển. Sáng ngày 7 tháng 5, khi có tin nhóm ngư dân trên tàu đánh cá của con trai được cứu trở về cảng danh, cả gia đình ra ngóng tin con nhưng chẳng thấy. Là ngư dân lâu năm, ông Lương quá hiểu sự hung hiểm của biển cả. Biển mùa này trong xanh và bình yên, nhưng thắt cái đã nổi sóng gió, bão tố. Ông Lương buồn rầu nói, cháu Bảo còn nhỏ nhưng đã đi biển hơn 10 năm. Chuyến đi này nó theo bàn thuyền ở xã Đức Trạch. Đây cũng là chuyến biển đầu tiên của nó trên tàu này, nhưng không ngờ gặp nạn. Đây là ngày thứ sáu trôi qua, chỉ mong phép màu xảy ra, con tôi được cứu ở nhà ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1975, chủ tàu kim thuyền trưởng tàu cá QB 92699TS ở xã Đức Trạch, rất nhiều người thân, bà con hàng xóm đến động viên gia đình. Tiếng gào thét xé lòng của bà Nguyễn Thị Sinh, vợ ông Trung, khiến ai nấy đều thấy xót xa. Vợ chồng ông Trung có ba con, hai trai một gái đều đang đi học. Ông Trung là trụ cột chính của gia đình theo nghề biển đã hơn 30 năm, trong đó có khoảng 20 năm đánh cá bằng tàu của gia đình cùng chiến tàu của ông Trung. Còn có một máy trưởng và năm ngư dân, trong đó một người đã được cứu sống, năm người đang mất tích. Đại tá Trịnh Thanh Bình, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, ngay khi nhận tin có 4 tàu cá bị nạn, đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng và ngư dân giữ thông tin liên lạc tổ chức lực lượng phương tiện tìm kiếm nạn nhân, đồng thời lập ban chỉ huy tiền phương, để chỉ đạo các cơ quan đơn vị kiểm tra xác minh thông tin các tàu bị nạn, kịp thời báo cáo đề xuất các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Đại tá Bình cho biết, các đơn vị tiếp tục duy trì kênh liên lạc 24 trên 24 giờ với các tàu trên biển để nắm thông tin, sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm khi có lệnh. Các đơn vị cùng chính quyền địa phương trực tiếp đến thăm hỏi động viên gia đình thuyền viên bị nạn, đồng thời cử cán bộ thường xuyên nắm thông tin qua gia đình nạn nhân, sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm kịp thời. Như đã đưa tin trước đó, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 5, trong lúc đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bốn tàu cá ở Quảng Bình gồm QB93712TS, QB98614TS, QB92669TS và QB98768TS với tổng cộng 24 ngư dân gặp tai nạn do dông lốc, trong đó có 3 tàu bị chìm, một tàu mất liên lạc. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương cùng các tàu cá đánh bắt trên biển, tổ chức tìm kiếm cứu vớt được 14 người để đưa vào bờ, một ngư dân đã tử vong, vẫn còn 10 ngư dân đang mất tích.